bán không khí, lấy tiền. Đó là cách nói nôm na của các bà con ở một số các cái tỉnh Bắc Trung Bộ khi mà nói về việc được nhận tiền từ việc bán tín chỉ carbon của rừng. 6 quỹ bảo vệ rừng tại 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã nhận được 962 tỷ đồng tiền bán tín chỉ carbon rừng từ quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp theo cái thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ được ký kết giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Và đây là lần đầu tiên Việt Nam bán được 10 triệu tín chỉ carbon rừng. Trong đợt chi trả lần này, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được số tiền 107 tỷ đồng, tiền bán tín chỉ carbon. Quỹ bảo vệ rừng của tỉnh đang tiến hành xây dựng phương án chi trả cho người dân. Nguồn này giúp cho họ sử dụng trong các mục tiêu như là phát triển sinh kế, rồi là nông thôn mới, hoặc kết hợp với các cái nguồn từ ngân sách của địa phương, thì họ có thể là làm đa dạng hóa hơn các cái nguồn thu. Khu rừng này thuộc quản lý của cộng đồng thôn Cha Măng, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 10 năm nhận bảo vệ rừng, hàng năm mỗi hộ dân ở đây nhận về 2,4 triệu đồng từ dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra tới đây, các hộ dân sẽ được nhận thêm tiền từ bán tín chỉ carbon. Mỗi cộng đồng bảo vệ rừng sẽ được nhận 90% số tiền trong tổng diện tích rừng được bảo vệ, nhân đơn giá 150.000 đồng trên 1 hecta. Sau khi trừ chi phí cho các hoạt động công ích, số tiền còn lại sẽ được chia cho các hộ dân. Nếu mà được hỗ trợ thì đó là một nguồn kinh phí rất là quan trọng đối với cộng đồng, để giúp cộng đồng có thể trang bị thêm các nguồn trang thiết bị đi tuần tra bảo vệ rừng và hỗ trợ công tuần tra cho bà con nó tốt hơn. Trong tương lai, khi thị trường tín chỉ carbon hình thành, những người trồng và bảo vệ rừng sẽ được hưởng lợi kép, đó là từ trồng rừng, khoán bảo vệ rừng và tiền từ bán tín chỉ carbon. Tại những cái cánh rừng của Việt Nam thì theo tính toán có hàng triệu tấn carbon được lưu giữ ở trong những cái thân cây, trong lá cây và rễ cây. Và rừng của Việt Nam thì được ví là một bể chứa carbon khổng lồ. Tín chỉ carbon rừng chính là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon hoặc một tấn khí carbon tương đương. Hiểu một cách đơn giản là khi người ta sở hữu một tín chỉ carbon thì có nghĩa là có quyền phát thải một tấn khí carbon. Hiện nay thì trên thế giới có hàng nghìn các công ty sẵn sàng chi hàng tỷ đô la để có thể mua tín chỉ carbon rừng, có nghĩa là mua quyền phát thải. Theo Cục Lâm nghiệp tính toán thì dựa trên cái tiềm năng của thị trường tín chỉ carbon và diện tích rừng hiện nay có của chúng ta thì chúng ta có thể bán khoảng 40 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, ước tính thu về 200 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 5.000 tỷ đồng với đơn giá là 5 đô la Mỹ trên một tín chỉ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được cái con số trên thì còn khá nhiều việc phải làm. Đây là khu vực rừng tự nhiên khoảng 100 hectare do Tổ bảo vệ rừng thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tham gia chăm sóc bảo vệ. Khu rừng có độ che phủ cao trên 50%. Thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, tỉnh Quảng Trị đã nhận được 51 tỷ đồng từ việc bán tín chỉ carbon rừng. Hiện Quảng Trị là tỉnh đầu tiên chi trả đến hộ dân. Mỗi hectare được trả khoảng 125.000 đồng. Đảm bảo làm sao cho nó minh bạch, nó an toàn và cái tiền này nó đến người dân thật, đến người làm rừng thật, thì chúng ta cũng còn phải chi tiết thêm. Để mà đo CO2 giảm phát thải nhà kính thì hiện nay thì chúng tôi chưa được tập huấn, và hiện nay thì người dân cũng chưa hiểu rõ được cái vấn đề mà đo chứng chỉ carbon để chủ rừng có cái điều kiện để mà tham gia thị trường ở thế giới. Ở tỉnh như Quảng Nam, nơi có nhiều diện tích rừng nguyên sinh được bảo vệ tốt với độ che phủ hơn 60%, có tiềm năng rất lớn về tín chỉ carbon rừng, cũng chưa thể triển khai được việc bán tín chỉ carbon do chưa hoàn thiện hồ sơ thẩm định, chưa chọn được đối tác tư vấn. Tư vấn cái rách cộng này nó khó khăn là nó không có nhiều. Thì vậy mong muốn là chính phủ cho chỉ định việc này, hoặc là chính phủ ra một cái dài hơn là hành lang pháp lý cho cái việc bán chứng chỉ carbon. Ước tính hiện trên cả nước có khoảng 25 triệu người, với trên 12 triệu người là đồng bào dân tộc thiểu số đang sống gần rừng, hàng ngày thực hiện hoạt động hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ rừng. Nếu có các cơ chế về giao dịch tín chỉ carbon rừng sẽ mang lại lợi ích kép, vì ngoài nguồn lợi từ rừng, các khoản tiền nhận được từ khoán quản lý, bảo vệ rừng
chi trả dịch vụ môi trường rừng. Người trồng và bảo vệ rừng sẽ có thêm nguồn thu quan trọng từ bán tín chỉ carbon rừng. Tuy nhiên đến thời điểm này còn nhiều vướng mắc. Bộ Tài nguyên thì quản lý các cái hoạt động này thì chúng ta cần phải có những cái quy định về các cái tiêu chuẩn carbon để chúng ta thực hiện, rồi các cái quy định về trao đổi tín chỉ carbon. Chúng ta phải có một cái khung pháp lý đầy đủ quy định hoạt động nào là hoạt động được phép đầu tư và cái cơ chế chia sẻ lợi ích giữa nhà đầu tư với lại cái chủ rừng như thế nào hoặc là các cơ quan quản lý khác liên quan như thế nào. Thì để các bên cùng có lợi ích thì người ta mới đầu tư. Thì cái đấy là cái hiện nay chúng ta còn thiếu. Hiện nay trên thế giới có khoảng 58 quốc gia phát triển thị trường carbon. Còn ở Việt Nam thì theo lộ trình, thị trường carbon sẽ thí điểm từ năm 2025, vận hành chính thức từ năm 2028. Việc sớm hiện thực hóa thị trường carbon sẽ giúp việc bán tín chỉ carbon rừng sẽ dễ dàng hơn, sẽ giúp tăng thu nhập cho doanh nghiệp thông qua nguồn thu từ kết quả giảm phát thải. Và để hỗ trợ quá trình này thì nhiều ngân hàng đã đồng hành cấp vốn xanh, thậm chí tìm cách huy động các nguồn lực từ quốc tế để có thể cung cấp các gói hỗ trợ dài hạn hơn, giá rẻ hơn cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động, tích cực, xây dựng và triển khai các cái khung tài chính xanh làm cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Việc phát hành trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn quốc tế thành công là bước đi nhằm cụ thể hóa cái lộ trình đã đặt ra trong cái chiến lược phát triển của ngân hàng. Qua đó thì BIDV cũng có thêm cái nguồn lực vốn xanh để tài trợ cho các cái lĩnh vực xanh trong nền kinh tế như năng lượng tái tạo, giao thông xanh, nông nghiệp xanh và các ngành phát thải carbon thấp. Cảm ơn ngân hàng BIDV đã đồng hành cùng chương trình. BIDV vững bước tiên phong, đồng hành phát triển.